cha muốn chết lặng. Dạ cha nó bị ấy rồi chú. Thôi cố cố gắng lên, mình không mong muốn con mình nó mất đi, cố lên, bình tĩnh. Tôi hứa là tôi giúp cho gia đình để mà lấy xác cháu nó ra và tôi giữ lời. Dạ, cảm ơn. Không tốn đồng bạc nào. Tôi sẽ tấn liệm hòm thì của mình cũng cho, còn mọi chi phí khác là thuộc của tôi. Tôi đưa về tới nơi nhà quê nhà, nhưng quan trọng nhất là thôi thì bây giờ cháu nó cũng hết duyên ở với cha rồi, kìm nén và đau thương để mà cầu nguyện cho cháu về được tới quê nhà mạnh mẽ lên. Mình cứ coi như là con mình nó có nhân duyên sống với mình được mười mấy năm, lũ thủ bao nhiêu năm nay ở trên đất khách quê người chỉ có hai cho con, bây giờ thì cháu nó đã ra đi rồi thì còn một mình anh thì thời gian cố gắng thôi. Đóng 500 ngàn tiền gì? Tiền liệm đó không? Mượn cái chỗ liệm không đóng 500 đúng không? Kinh sát ở ngoài tôi liệm ngoài. Tôi liệm ở ngoài. Chạy ra ngoài thôi. Được rồi thì hello, con xin kính chào tất cả quý khán giả. Thì đã quay trở lại với kênh Hỏi Thiện Nguyện BDS. Thì hiện tại là con đang ở trên cao tốc Trung Lương và chở một cái hòm với một cái xác về An Giang nha quý giả. Thì hôm nay đồng hành cùng con là có chú Sơn với lại anh tài xế mới. Anh cho em hỏi anh tên gì anh? Anh Nhật. Đó, đây chú Sơn muốn nói gì chú Sơn? À, chú Sơn đang chạy xe. Kính chào quý vị khán giả trong nhiều ngoài nước. Dạ, Sơn đang bận chạy xe, có gì tí nói cho quý vị khán giả từ đây đi về dưới An Giang nha cả nhà. Thì hiện tại thì con chú Sơn vừa mới chạy vô được đầu cao tốc à, mới tấn liệm xong nha quý giả. Thì hiện tại con xin kính mời quý giả cùng với con về tới dưới An Giang nha quý giả, cùng với con là xem hành trình như thế nào nha quý giả. Được rồi, xin chào tất cả quý giả đã quay trở lại với kênh Hội Thực Nghiệm BDS. Thì con là cô Tý, thì đồng hành cùng con là chú Sơn với lại anh Nhật. Hôm nay của con có ca là chở một cái xác về An Giang nha quý giả. Thì đây là người nhà. Chú Vân hỏi là chú tên gì chú? Dạ chú tên Sang. Chú tên Sang. Dạ. Còn chú ở làm sao? Chú sao là ba của em ấy là Ly. Ly. Tên Ly là ba của em cháu trai 14 tuổi. Chú tên gì chú? Chú tên Sang. Chú tên Sang là chú là cái gì của người chú mất? Út, chú của Xuân Ly Dân. Chú nhận được tin của người mất này là khi nào chú? Chú nhận từ tin cháu mắt này là đêm hôm qua là khoảng 11 giờ 40, là chú đang ở quê An Giang, đang công tác ở bên tổ dân phố thị trấn, nghe ba của Xuân Lê Dân điện lại, trong khi đó chú không được nên nhắc máy, mất đi công tác. Cho nên bây giờ giữa chú với cô hai của Xuân Ly Dân lên thăm bé nhưng mà không kịp được thở bé không định em trai, em trai đã mất ở trong bệnh viện Nhi Đồng thành phố Sài Gòn. Là bị cái gì mất chú? Là do là tai nạn giao thông. Là người ta quẹt hay là mình tự té hay là sao? Đó là chú cũng chưa xác định rõ nữa, là người bên công an đang điều tra. Là hôm qua là điện chú là lúc đó là mới vừa bị tai nạn hay là sao chú? Là lúc đó điện cho chú ba của Xuân Lê Dông điện cho chú đó là đã tai nạn rồi. Rồi ba của Xuân Lê Dông này cũng không có là biết con mình là tai nạn giao thông, có đồng chí đồng đội làm chung tổ cơ khí báo cho là Xuân Lê Dông đã tai nạn xe giao thông, cho nên ba của Ly Dông này cũng chạy ra coi hiện trường, rồi có ông anh bên tổ bên cơ động
lên gương ảnh tới chỗ là cho xem hiện trường lúc Lưu Dông bị tai nạn giao thông. Là chú có biết là ảnh bị lúc mấy giờ không chú? Là lúc đó là cả 11:40. 11:40 hôm qua. Hôm qua. Là lúc đó là chú lên một mình hay chú lên với ai? Chứ không, là ba của Lưu Dông là một mình, còn chú là ở dưới quê An Giang. Chú lên sau. Lên sau. Là ba của người mất này là lên là tới hiện trường thì chỉ thấy còn xe không hả chú? Dạ đúng rồi. Là, là người là người mất là vô bệnh viện rồi. Dạ đúng rồi. Là người mất đã chuyển vô bệnh trạm xá trước. À, vì sao là trong cơn nguy kịch cho nên là mới chuyển đi lên tới bệnh viện di động thành phố. Dạ. Là hồi đó là người mất lên Sài Gòn sống một mình hay là đi với ai không chú? Là lên Sài Gòn, lên hai cha con và lên làm trên Sài Gòn. Lúc nghe tin là Xuân Lưu Dông tai nạn là cũng có ở dưới quê lo bao xe từ An Giang lên để thăm cháu nhưng mà không có kịp chở của cháu đã mất rồi mới có mấy cháu với mấy chú Út với cô Hai mới lên kịp. Sao là người mất là lên sống chung với cha là dạ. Mướn phòng ở Sài Gòn ở hả chú? Dạ đúng rồi. Là chú có biết là ở quận mấy không chú? Đó là ở quận 4. À quận 4. Dạ. Là thì trưa nay thì lúc sáng nay thì em cũng có nghe là không biết là ai gọi là cái điện qua bên em là xin rồi thấy sư phụ thấy khóc quá nên là cũng thấy tội cầm lòng không nổi cho nên là hỗ trợ giúp gia đình một cái áo quan và lại một chiếc xe về tới dưới An Giang đó. Thì hòm là của Mạnh Thường Quân, còn xe với lại chi phí này nọ xăng cộ là do sư phụ trích tiền của bán cao sơ bóp ra để giúp cho hoàn cảnh của anh. Dạ. Đó thì có gì về tới dưới An Giang thì em sẽ gặp anh xíu nữa. Dạ. Đó thì bây giờ thì anh cứ vệ sinh gì đó anh cứ đi. Dạ, dạ. Chứ không hồi là mình đây chạy về dưới luôn. Dạ, dạ. Có gì anh ngồi sao có chóng mặt hay má ói gì cứ nói với em để em lấy thuốc cho anh. Dạ dạ rồi mang ơn nhé. Dạ. Cảm ơn chú ruột của Dân, thay mặt cảm ơn Mạnh Thường Quân với anh em bên đội từ thiện, lời cảm ơn chân thành rất nhiều. Dạ cảm ơn. Giờ mình về là về đâu chú? Là về An Giang. Ở huyện nào? Huyện Chi Tôn, thị trấn Chi Tôn, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. À, từ Chi Tôn mình đi vô khoảng bao xa nữa chú? Từ Chi Tôn về xã của nhà của Xuân Lưu Dông đó là cũng khoảng cỡ 10 cây, nhưng mà từ về thành phố Long Xuyên An Giang đó về vô Chi Tôn đó 56 cây. Là cái xã là tên gì chú? Là xã Núi Tô. Xã Núi Tô. Dạ. Được rồi. Thì anh có đi vệ sinh, chú có đi vệ sinh gì đó thì chú có đi đi. Dạ. 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 Có đi vệ sinh không? Đó thì chú xe mới vừa tấn liệm xong thì mới vừa lên được nửa cao tốc đó thì hôm nay con đồng hành với chú Sơn là anh Nhật đó. Thì nãy là có bố với lại anh tài xế mới, hai anh tài xế mới là chú Sơn là tấn liệm ca này đó. Thì bây giờ thì chú Sơn với lại anh Nhật là vô đi vệ sinh rồi nha quý vị. Đó đi vệ sinh. Có gì xin mời quý vị cùng theo chân tụi con. Hai chú mới vừa đi vệ sinh xong thì bây giờ mình lên xe về An Giang nha chú. Dạ, rồi thì trên xe có gì thì có cửa cho con. Dạ. Được rồi thì đây chú Sơn là anh Nhật, nãy giờ quý giả kiếm chú Sơn là anh Nhật nè. Chào quý khán giả. Đây chú Sơn. Dạ, chào quý vị khán giả. Đó thì bây giờ thì chú Sơn mới vừa ghé vô trạm dừng chân để cho người nhà của người mất để đi vệ sinh như vậy. Còn một người đó đây này, đây cũng là đây. Dạ con chào cô. Dạ cô nói là với thằng em nói nha, cái tài xế này nó muốn bệnh nó nằm chút xíu nó mới đi. Dạ rồi. Thì bây giờ xe con về trước. Con về trước đi ha. Dạ xe cô cứ tạnh về sau cũng được không sao. Dạ nó muốn bệnh tại dạ rồi. Tới giờ nó nằm hơi nó mới đi nữa. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ cô là cái gì của người mất con quên mất tiêu rồi. Đó là cô hai. À đây là xin chào nhà, thì đây là dạ. Cô hai của người mất nhỉ dạ. Dạ. Rồi con dạ, chào dạ. Cô thì cô cứ từ từ về không sao. Dạ, dạ, xe dạ, con dạ. Về trước. Rồi, dạ. Rồi, dạ.
Đó thì cô nãy mới nói chuyện với con là đó là cô hai của người mất. Đó. Thì đây, bây giờ thì con xin mời quý khán giả cùng theo chân tụi con đi về An Giang. Hiện tại thì xe đã tới được rồi, quê nhà của người mất rồi nha quý vị. Đây, đây là người nhà, đây là nhà của người mất đây. Mấy chú người ở đây chân phụ con khiêng cái hòm vô nhà mấy chú. Khoảng thời gian là 3 tiếng rưỡi là tụi con đi lúc 5 giờ đó thì cũng đã về được tới nhà là bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi nha quý vị. Thì đây là chú là ba của người mất đúng không chú? Dạ. Đó thì chú có thể là kể lại sự việc mà ngày hôm đó không chú? Cái bữa ngày 10 tây hôm qua đó, cũng là ngày lãnh lương của công ty, rồi bắt đầu con tôi nó xin 1 triệu đi uống cà phê, rồi xong tôi cũng đi coi quán, trong thời gian tới 11 giờ tôi mới đi về công ty, rồi bắt đầu con tôi nó đi mua nước uống, mà nó đi có ngon à, mà tôi lúc đó là tôi ngủ rồi, tới bạn nó báo cáo nói là bây giờ con của chú bị tai nạn rồi, đi coi nó đi, lại hiện trường công an cho lại hiện trường, rồi xong mới gặp xe ở giữa đường nát hết trơn rồi, con thì nằm trạm xá, cha cũng đi qua trạm xá nói bây giờ thì dắt nó vào bệnh viện đi. Rồi trong thời gian đó thì bệnh viện Bình Tân cũng cho nó qua bệnh viện lớn là bệnh viện đa khoa Nhi Đồng, còn quyện Bình Chánh. Là lúc té là té ở đâu chú? Là té ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc A. Vĩnh Lộc A. Yeah. Là xong bắt đầu chuyển vô bệnh viện Bình Tân. Mới chuyển vô cho bệnh viện mình Bình Tân. À, lúc mà chú lên Sài Gòn, hai cha con lên Sài Gòn sống. Rồi. Yeah. Chú ở là mướn phòng ở đâu chú? Là sống trong công ty. Sống trong công ty là ở quận mấy? Là ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Chứ không nhập Vĩnh Lộc A. Rồi thì thôi thì con cũng thay mặt cho hỏi thường nguyện BDS với lại cũng như chú Tấm Sang thì xin chia buồn với gia đình. Con hỏi là chú có mấy người con chú? Có một người. Một người con trai là năm nay bao nhiêu tuổi chú? 14 tuổi. Là sinh năm 2009. Dạ. Là 14 tuổi là nghỉ học lúc nào chú? Nghỉ học lúc 12 tuổi. Là bắt đầu là lên Sài Gòn làm mấy chú? Lên Sài Gòn làm. Là lên Sài Gòn làm được 2 năm. Dạ. Là lúc đó là chú lên chú... làm nghề gì chú? Bên đó là làm bên cơ khí chế tạo máy.
anh với chú lại người mất lại làm chung luôn. Rồi. Cái nãy con có nghe chú nói là như là làm thành công hay gì chú? Dạ, nó thành nghề. Thành nghề làm thợ luôn rồi. Dạ. Đó thì nãy giờ thì trên đường về chú có mệt hay gì không chú? Dạ cũng mệt. Đó thì những người xung quanh đây là sao chú? Là người làng xóm. Người hàng xóm. Người hàng xóm. Đó thì nãy giờ thì trên khoảng đường về là tẩn liệm là lúc 4:30. Làm xong là 5 giờ bắt đầu là con chạy về đây là 3:30 nữa là 8:30. Đó thì tất cả là con không lấy tiền. Thì hòm là của Mạnh Thường Quân. Còn như xăng, cổ, xe, bọng đây là tiền bán cao xe bắp của chú Tấm Sang và trưởng hội nguyện BDS. Là trích cái tiền lời ra để duy trì hoạt động những cái hoàn cảnh như chú như thế này. Đó thì chú bữa là lên chú lên bệnh viện là người ta báo là bị gì chú? Bệnh viện báo là dập gan. Dạ. Dập thận. Dạ. Rồi có máu trong não. Máu trong não. Dạ. Là bữa lên là chú có thấy mặt không chú? Thấy. Là ngày nãy con nghe chú nói là ngày hôm đó là anh thở oxy đúng không? Đúng rồi, thở oxy. Thở oxy xong qua sáng mai mất. Dạ, sáng mai mất. À, lúc mà chú ra hiện trường là lúc đó là chỉ còn xe nét bát luôn. Dạ. Xe nét bát luôn xong rồi bắt đầu chú mới lên bệnh viện hay sao? Dạ, xe nét bát là mới lên bệnh viện. Lên bệnh viện là người ta báo bệnh như vậy. Dạ. Rồi xong rồi cho anh thở oxy tới sáng là sáng rồi anh mất luôn. Đúng rồi. Đó, thì... giờ thôi con xin chia buồn với gia đình. Dạ. Thì con cũng không biết nói gì hơn thì con thay mặt cho họ truyền nguyện BDS cũng như là chú Đám Sang chia buồn cùng gia đình. Chú kìm lại nỗi đau quá lớn này. Dạ. Thì chú có muốn nói gì với tất cả quý khán giả cũng như là chú Đám Sang của chú? Dạ, tôi cảm ơn hội Nguyễn Duy Thảo của BDS của chú Tấm Sang là có lòng hảo tâm giúp gia đình chúng tôi qua hoàn cảnh khó khăn này. Chúng tôi thành kính cảm ơn nhiều. Đó thì lúc sáng thì con có nghe là hồi sáng là không biết ai điện ta, chú điện hả? Hồi sáng lúc sáng là chú điện đúng không? Dạ. Yeah. Đó hồi sáng rồi thì con nghe chú điện thì cũng thấy khóc lóc quá nên là chú Tám chịu không nổi. Yeah. Nên là thành ra là giúp cho chú trở về tới nhà. Yeah. Đó thì thôi thì bây giờ thì chắc con cũng xin phép quay về lại Sài Gòn để giúp những ca khác. Yeah. Đó rồi con cảm ơn chú. Yeah, xin chia buồn với chú. Yeah. Rồi thì giờ ba anh em con xin vô đốt cho yeah. người mất cây nhang rồi xong ba anh em quay về lại Sài Gòn. Dạ dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn chú. Trong người ta người nhà là đang mở hòm ra và lấy xác ra làm theo là tôi nghĩ là con nói gọn luôn là tẩm liệm lại, tại vì trên đây là mỗi dùng tẩm liệm mỗi khác, mỗi phong cách khác với nhau quý vị, thì mỗi dùng là mỗi khác, thì nên là bây giờ người nhà lấy hòm ra lấy xác ra xong bắt đầu làm lại phong tục của người ta. Ơi xin chào quý diễn giả, thì cuối cùng thì ba chú cháu con cũng đã hoàn thành đưa người nhà lại đưa người mất về tới nơi an nghỉ cuối cùng, cũng đã hoàn thành rồi nha quý giả. Thì do là trong lúc gia đình bối rối thì con cũng không dám hỏi gì nhiều, cho nên là có gì sai sót thì con mong quý giả bỏ qua cho con. Đó thì chú Sơn có muốn nói gì với quý giả chú Sơn? Xin chào quý vị khán giả trên hội thiện BDS. Con là Sơn với số biệt danh sư phụ đặt. Từ hồi chiều giờ Sơn bận chạy xe không có nói chuyện cùng quý khán giả. Bây giờ cũng tối rồi, giờ này cũng 9:30 rồi, 21:30 rồi. Tối rồi anh em con chú cháu con với có nhật này, anh em xong rồi qua hỗ trợ xong là em quay trở lại Sài Gòn. Quý khán giả
một đêm ngon giấc. Quý khán giả có thể yêu thương hội của tụi con, xin chia sẻ và cho tụi con một like để lấy một động lực để anh em còn giúp đỡ vô bằng cách khác nữa. Mong quý vị khán giả ủng hộ cao shop cho sức của con, cao shop 8S, sức tới đâu nhất tới đâu, sức vô đó. À, anh Nhật cũng nói vô anh Nhật. Nhật mới vô thì cũng không biết nói gì, thấy giúp đỡ bà con nghèo thì cũng vui. Đó, thì thôi con cũng xin chúc quý khán giả có gặp đêm ngủ hoặc là ngon giấc. Đó, thì nếu mà có thương con với sư phụ Kim Sang thì cho con một like, một chia sẻ đó, để có động lực để giúp người nghèo cũng vậy. Thì ngoài ra thì sư phụ Tám Sang cũng có bán là cao sơ bóp đó, thì nguyên giả nhớ ủng hộ để có kinh phí duy trì xe cứu thương, lại giúp đỡ những hoàn cảnh éo le như vậy. Rồi một lần nữa con xin kính chào và hẹn gặp lại, xin mời nguyên giả cùng đón xem tập sau như vậy. Bye bye.